À, xin chào cô chú anh chị, em tên Nguyễn Hải Đảo, nhân viên công ty OBS và thị trường Hải Đảo đang phụ trách là khu vực huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của Hải Đảo là 0932 949 585. Thì tối ngày hôm nay Hải Đảo có về lô tôm giống cho dự trò ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Nhà dựng thì từ ngay chỗ huyện Mỹ Xuyên đi vào đường Lỗ Ranh khoảng 5 km đó, và khu vực này thì bà con đa số trồng lúa và nuôi tôm, chỉ nuôi cặp bà đây thôi đó. Chú Dượng thì lúc trước thì Dượng cũng thả những con giống tốt chất lượng trên thị trường, nhưng mà Dượng cũng đã tìm hiểu và biết là tôm giống OBS thả tỷ lệ đạt con cao và nuôi về sẽ lớn tốt. Thì hôm nay thì chú quyết định Dượng quyết định thả tôm giống OBS vào ao nhà của mình. Hải Đảo xin mời cô chú anh chị đón xem tôm giống OBS đóng từ Ninh Thuận về tới Mỹ Xuyên, về tới nhà Dượng trò tôm đẹp không và lành không nhé. Hãy đã xin mời cô chú anh chị đón xem ạ. Và tôm đã về đến nhà của Dượng trò, và ao của Dượng là ở sau nhà, bọc còn lạnh. Hải Đảo lấy lên, Hải Đảo soi xem tôm đẹp không và lành không. Anh chị thấy tôm bún bạc bạc luôn đó, tôm lội rất là lanh, kích cỡ rất là đồng đều. Về đến nhà Dượng trò thì 1 giờ đêm nha anh chị. Và Hải Đảo đổ tôm ra cá thao để quay cho Dượng xem Thích có tôm thấy đẹp không không? và lanh Về không. Tôm rất lanh nó và sung tiền luôn anh cái chị. gì bán ai cũng biết trơn á, ai giúp thuốc cho cả nhà soạn đó, Dạ. ai cũng biết hết Anh chị khu vực Mỹ Xuyên trơn. Chào cần đặt em tôm chúc giống anh em gì OBS hết chúng thì hãy gọi cho Hải Đảo qua số điện thoại 0932 949 585. Hải Đảo sẽ đem mẫu gieo cho anh chị gieo thử đạt con và đo thông số môi trường cho nó chuẩn để mình thả tôm nó đạt con hơn. có số điện không, điện cho Hải Đảo xin chúc Dượng trò và cô chú anh chị vụ mùa thành công, trúng mùa trúng giá. Hải Đảo xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị tại các video tiếp theo của Hải Đảo nhé. Hải Đảo xin chào ạ.